Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhà thương gia tài ba. Hồi bé ông ta thường bị mẹ la, nên lớn lên ông ta đã trở thành một đại gia. Sở thích của ông ta đó là đi bar, hát ca và nhảy điệu cha cha cha. Ông ta không bao giờ dám đi xa, ví dụ như sang tận nước Nga, vì ông ta rất là sợ ma. Nhưng trong một lần đi bar, do quá phê pha, ông đã bị người ta cướp hết tiền trong chiếc xe tay ga. Và giờ ông ta không còn là đại gia mà chỉ là một đứa bị bệnh sida. À hu hu, đời ta lên voi xuống chó, từ một thương gia giàu có bây giờ ta chỉ là một kẻ nghèo khó. Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó vì đói. Bây giờ ta phải làm gì để có đồ ăn đây? Ta đói đến mức tóc ta sắp rụng và ta sẽ trở thành thằng đầu hói vì quá là đói. Đói quá. Rồi ông ta đã có mặt ở đây, dưới cái gốc cây cạnh căn nhà đất của thằng nốp nhây. Ông ta phát hiện ra khu vườn rất là tươi tốt của thằng nốp. Mà nốp thì là một người rất là ngu si. Ông ta đã có ý đồ cướp đi khu vườn của nốp để có thể có đồ ăn cho mình ăn không bị chết đói. Ha ha ha, ôi cái vườn thật là tươi tốt, ta sẽ cướp nó từ thay thằng nốp ngu dốt. Ha ha ha. Thế là ông ta đã không còn là người tốt nữa rồi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, các bạn hãy xem tiếp nha. Khờ 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 khờ. Trời ơi, mình ngủ ngáy khò khò giống tiếng người ta đuổi đàn bó quá. Các bạn có nhớ nốp không? Nốp nhớ các bạn quá à, nhớ các bạn vô hạn. Cảm giác như triệu viên đạn bắn vô người khiến nốp không thể tươi cười. Đấy, thấy nốp nhớ các bạn chưa? Một ngày mới lại tới rồi, trong lòng nốp phơi phới như có đàn gà đang bới. Kiếm cái gì ăn đã, không đói quá à. Ngày mới là phải ăn sáng thì mới có sức khỏe để đi chơi, để làm việc. Đặc biệt ai mời đi dự tiệc còn có sức mà đi. Mà Dương sao có đồ ăn không? Trời ơi, trong Dương chả có đồ ăn gì hết, toàn đất. Ăn đất là ngất đấy, đấy không nên ăn cục đất. Mà cái rừng gai cũng chả có gì ăn hết đó. Nhà nốp nghèo lắm các bạn ạ, chả có cái gì ăn. Đói quá. Lúc nào cũng bị đói, cái bụng lúc nào cũng không no, bụng toàn đói thôi. Thế này đầu mình chắc hói mất. Mở cửa ra đi ra vườn kiếm ít củ khoai tây cà rốt để ăn. Nốp mới trồng cà rốt khoai tây đầy vườn luôn. Bây giờ ra chắc khoai tây cà rốt cũng chín rồi, ra nhổ tạm vài củ ăn, không đói quá các bạn ạ. Đi ra vườn thôi. Đéo đéo đéo. Ô ai kìa? Ô, ai đây? Alo. Sao lại đánh Nốp? Mới sáng ra mở cửa ra định đi ra vườn nhặt củ khoai tây để ăn thì bị một thằng mặc áo đen trông giống giám đốc đuổi đập ngu người không thể tươi cười. Ông này dám bắt nạt Nốp nha. Đánh nhau không? Thôi ông đánh nhau nữa, ông chỉ đều ông cầm gậy đánh Nốp. Ông cầm gậy chứng tỏ ông là đồ mất dạy. Nốp đánh tay không, ta sẽ lấy gậy đập vào người Nốp. Thằng nào chơi được, chơi bẩn đấy nhà. Nốp trốn trong nhà đấy. Ông là ai? Ông đi ra chỗ khác đi, tôi không biết ông. Sao ông ta lại đứng sau nhà Nốp, đứng ở cái vườn khoai tây cà rốt nhà Nốp? Nốp chỉ định ra đây kiếm đồ ăn thôi mà bị đuổi đập cho ngu hết cả người, đập cả vào đầu, trông hết cả ngầu luôn. May quá Nốp nhớ ra Nốp còn giấu 3 quả táo ở cái giường ở dưới đất này, sợ bọn trộm vào ăn trộm. May có mấy quả táo để ăn. Nhom nhom nhom, ui ăn táo ngon quá. Nhưng mà trông mình ăn táo rất là ngáo. Xấu hổ quá. Dưới này Nốp còn có bộ giáp này, cả cái kiếm nữa. Bây giờ Nốp sẽ ra tiêu diệt cái thằng dám đứng ở cái vườn nhà Nốp đuổi cầm gậy đuổi đánh Nốp. Cứ thấy Nốp hiền là đuổi đánh không, lúc nào cũng bắt nạt Nốp, hay ai cũng bắt nạt Nốp nha. Chịu đâu, còn lâu mới chịu. Ăn mất quả táo, mặc một quần áo da vào, da đập chết cái thằng bị sida đứng trước cửa nhà ta. Không biết nó là ma hay là thằng bị sida cơ. Ngươi có giỏi tỉ thí võ công với ta, từ từ đợi ta lấy thanh kiếm đã. Bảo từ từ để lấy thanh kiếm đã. Trời ơi, nó đập xuống trên nông rồi các bạn ơi. Đúng là thằng dở hơi. Chơi đều. Đang bảo đợi mình cầm cái kiếm ra mà nó đánh nốt gần chết luôn. Ra đây, ra đánh nhau. Nó võ công cao cường và đập phát nốt chết tươi. Trời ơi, các bạn ơi, nó giỏi quá, nó đập một phát nốt chết queo luôn. Được rồi, đừng để nốt cáu. Nốt mà cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Nốt sẽ lấy cái bộ giáp huyền thoại của nốt ra. Trông nốt xấu xấu bẩn bẩn thế này thôi, nhưng nốt đã từng là siêu anh hùng đấy. Đừng có tưởng. Chẳng qua nốt giải nghệ để về làm bảo vệ thôi. Nhưng mà làm về làm bảo vệ người ta đuổi việc nốt mất. Nên bây giờ nốt không còn làm bảo vệ nữa. Mà nốt về nhà trồng cà rốt và khoai tây để ăn thôi. Mà cũng bị bọn khác đến định cướp thì sao ấy. Cay quá các bạn ạ. Mình cứ hiền là bị người khác bắt nạt thôi. Nên là mình phải ác lên. Ác như mấy bà hot rác ấy. Rồi, đây chính là bộ giáp của Nốp. Cả hai thanh kiếm có cả khẩu súng luôn nhá. Nhưng mà từ từ Nốp chưa cần dùng súng. Nốp sẽ dùng bộ giáp và thanh kiếm này ra giết chết cái thằng cướp vườn nhà Nốp mất dạy thật. Nốp sẽ mặc bộ giáp vào. Đó, các bạn thấy gì không? Các bạn biết Nốp là ai không? Nốp chính là Deadpool đó. Đây, Nốp sẽ cầm hai thanh kiếm Katarina trong tay. Đấy, thì chém chết thằng cướp vườn của Nốp thôi các bạn ơi. Mình sẽ lao ra chém chết cái thằng cám cướp vườn của Nốp. Rồi bây giờ sẽ ra giết chết thằng cướp vườn của Nốp. Dám động vào Deadpool Nốp à? Đấy, trông Nốp ngầu chưa? Từ Nốp sẽ lấp hai cái này lại. Không để nhà mình bị thủng được. Đất lại. Thằng ăn cướp vườn đâu rồi? Có giỏi ra đây đấu kiếm với ta. Đâu rồi? Đây rồi gì? Mày đánh cả siêu nhân à? Mày đánh cả Superman à? Thằng này được, căng quá, nó đuổi đánh cả mình nữa các bạn ạ. Nó còn vẫn chưa nhận ra mình là ai. Mình chính là Deadpool siêu anh hùng đây. Nó vẫn còn chưa sợ. Thôi để cho nó đuổi đánh đi. Đây, đuổi đớp đi. Cho nó đuổi đánh một tí. Đấy, cho nó nghĩ nó là thằng mạnh nhất thế giới. Mình qua lại mình đập nó hai cái chắc nó chết queo đấy. Nó đập vào mông Nốp. Được rồi, cay quá, không thể trêu nó nữa. Tao giết chết mày. Ôi, nó đập cũng đau lắm các bạn ạ. Tao giết mày. Chơi bẩn thế. Đợi người ta hồi máu rồi đánh tiếp. Không đánh nữa. Ngươi đang đánh siêu anh hùng đấy. Ngươi không biết à? Ngươi không sợ siêu anh hùng đập chết ngươi à? Chết chưa? Đòi bắt nạt siêu anh hùng. Đã bảo không thèm đánh, tha cho rồi. Còn cứ tưởng mình là người mạnh nhất thế giới. Đúng là ngu. Dám bắt nạt ta. Đập chết ngay cái thằng bị sida luôn ha. Dám cướp vườn của Nốp ta. Thôi cởi bộ giáp ra, ra vườn thu hoạch cà rốt khoai tây để còn ăn chứ. Cất đồ vào. Rồi ra vườn nhổ cà rốt và khoai tây ăn thôi các bạn ơi. Tèo tèo tèo. Sao ông ta vẫn chưa chết? Ông ta là con ma sida. Ông ta không biết chết các bạn ơi. Thế là mình lại chết. Cuộc sống mình chấm hết. Các bạn ơi, làm sao ông ta có thể sống lại? Đúng là ông ta rất là lợi hại. Bây giờ mình cần phải chạy ra nhanh để lụm lại cái đồ mình chết rơi ra. Lụm. Ông ta cái kia. Trốn. Mà mình là siêu anh hùng mà. Siêu anh hùng lại phải sợ một thằng ăn cướp sao? Đúng là nghe chả ra làm sao cả. Bây giờ mình sẽ mặc bộ quần áo siêu anh hùng vào. Đấy, mình lại trở thành Deadpool rồi các bạn ơi. Và lần này mình sẽ không dùng cây kiếm để giết ông ta, mà sẽ sử dụng khẩu súng này bắn cho ông ta chết hẳn. Lúc đấy núp dùng kiếm chém ông ta sống lại được. Vãi. Giờ sẽ phải chết ông ta. Này, ông bị bệnh sida dám cướp vườn của nốp ta. Nhưng mà bây giờ nốp không còn là nốp nữa, mà nốp đã trở thành siêu anh hùng rồi. Dám giết cả siêu anh hùng lúc nãy này. Bắn. Ông ta sẽ không lại được đây đâu. Bắn này, bắn vào đầu cho hết ngầu. Chạy đây, né cơ à. Né, chết tươi luôn. Dám cướp vườn của nốp à. Ha ha, vậy là ông ta đã chết thật rồi. Bây giờ nó sẽ cởi bộ giáp siêu anh hùng này ra và tiếp tục đi ra ăn cà rốt và khoai tây thôi. Đúng là nhớp rất là nhây đúng không các bạn? Ha ha ha. À, các bạn đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để tham gia vào biệt đội siêu anh hùng của Nốp nha. Còn bây giờ Nốp cho các bạn khoai tây ăn cùng Nốp này. Khoai tây đây, nhiều chưa?